chia chia mà ông nhúng rồi. Cái mà đặt quảng cáo mới làm cái cách mua được quảng cáo thì mới được làm đây thôi đúng không chị? Chứ giờ đâu có ai nào mụn được đâu đúng không? Sao làm sao hay vậy ta? Nam chịu đau không được nên làm cũng khó, làm cũng giật giật cái gì, cố gắng à. Ở dưới ôi đừng cái lòng dưới nên cũng nhiều nên ra quá đi. Phải bỏ chỗ nào ra bù hết.
sợ quá. Chứ quay hết lại sau này nó đỡ thì quay lại, mà muộn xong mà quay lại là để trên nó họ thích coi nó lắm đó. Họ thấy cái sự hiệu quả của mình làm gì à... Ré đi em, ré được, đừng nhúc nhích là được. Để mai em được đấy. Cứ mình làm mình giật mình luôn á. Người đi theo là đuối, già đuối, chưa ăn. Để quay hết cái phần, chắc quay thêm lần nữa. Em đừng có dùng mình nè. Ráng dưới này hơi đau xíu. Mua đi quay khỏe mà. Mua cáo đi nè. Tôi đứng cho ruột cũng dài ở giữa. Y dưới này là phải nặng rồi. Thì không chích tim là đỡ được.
Vui anh à. Tôi sợ nghĩ rằng ghê quá, tôi sợ quá. Dưới mình sợ anh chị ôm nậu. Sáng à. Làm im em. Ráng đi, ráng đi. Dưới này trước sao gì cũng phải nặng. Nhiều lắm luôn. Đang chập là lây đang chập là lây đô sức chịu đựng ra mà chị mệt giùm luôn á, tạo gì sợ. Vậy quá, thằng để đâu chỗ đi. À. Nó chảy mông chảy nước luôn sâu sợ đáng à đau đó dưới này đau nhưng mình đừng gây giật mình hít sâu thở đều từ từ. Có đau bình thường điền cho em chưa? Hả? Điền cho em chưa? Ừ. Ra có mai đồ không hay là không? Mai không? Mai ra không đi ấy đi cho kịp. Còn hôm mai thì mua. Để ông Nam á, ông biết may, chị thấy ông may cho nhiều người. Để ông, ý là để tự ông may mà, hoặc là mình chọn màu thôi. Chứ kiểu là ông may trẻ chứ không có già đâu. Chú cho trời ơi.
lưng gồng quá, em cứ thả lỏng thôi. Thả lỏng đi, không đau đâu, không đau bao nhiêu. Đủ rồi thì kìa. Gồng một lần đầu. Gồng là ông mất sức ghê lắm. Em viêm là chưa ra là xí nữa nặng chắc xỉu cha luôn về. Cái này nặng hay không đây này? Ra xị chỗ này nữa thôi. Cô lê. Em đừng gồng quá, em cũng thả lỏng. Không gồng ghê lắm. Gồng mất sức nữa. Da mặt cứng. Thả lỏng đi em, thả lỏng thở nhẹ. Mấy phút rồi hề? Cho em nằm tay. Bóp cho mà không bóp cho em cầm tay. Quéo tay luôn. Rồi ra. Em nằm im đi, nằm im thả lỏng xíu là được. Em rung dễ sợ. Nặng xí chỗ lông mày này nữa nè. Giỏi rồi đây chứ, đây là ông lì rồi đó, đã đỡ được xí rồi đó. Quen dần với nỗi đau, cố gắng à. Nhúng quá nè, nằm ý. Em đói bụng không đi ăn kìa. Chờ không xong là... nhiều lắm luôn.
già lắm luôn rồi. Chịu đau được hết sơ quốc nhanh không ghê thôi, nặng cái cũng xong rồi, chịu đau kém ráng nha, cục này hơi đau rồi kìa.